Cruz nhầm cô gái trên tài khoản fake suốt 2 năm, game thủ nổi tiếng sinh năm 1999 vô tình tìm ra chính chủ và yêu luôn. Sẽ thế nào nếu game thủ và hát gần yêu nhau? Nghe là đã thấy ngọt ngào y chang Gun thần và đồng niên của bộ phim Cá mực hầm mật. Trai tài đi với gái sắc thì bảo sao dân tình không ủng hộ dần dần. Gần đây, cặp đôi Kim Trung sinh năm 2000 và Đức Chiến sinh năm 1999, được ví như phim ngôn tình ngoài đời thật vì quá đẹp đôi và đáng yêu. Kim Trung là một hiện tượng trên TikTok với 1,1 triệu người follow cùng hơn 12,1 triệu lượt like. Dù chỉ cao 1m56 nhưng nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào của cô bạn khiến bất kỳ ai cũng phải đổ gục. Hiện tại, Kim Trung có hơn 170k người follow trên Instagram. Cô bạn này từng đi du học ở Hàn Quốc, nhưng hiện đang ở nhà nghỉ ngơi vì dịch Covid-19. Cơ vừa Kim Trung, Đức Chiến, rất nhắn nhít và đáng yêu. Kim Trung là một hát TikToker. Đức Chiến nickname ADC bạn trai của Kim Trung là một game thủ đình đám. Anh chàng là một trong những game thủ liên quân hàng đầu thế giới, đảm nhiệm vị trí đi rừng của team Flash. Năm 2019 ADC được vinh danh là tuyển thủ hay nhất tại AVFC 2019. ADC đã vượt qua chính đối thủ nêu của Đài Bắc Trung Hoa để vươn lên là người đi rừng hay nhất thế giới hiện nay. Đức Chiến là thành viên của team Flash. Kim Trung chia sẻ cặp đôi đã gặp nhau trên mạng xã hội trong một lần rất tình cờ chẳng là Đức Chiến từng chơi game với một tài khoản fake ảnh của Kim Trung, nên đã có cảm tình với cô bạn từ cách đây 2 năm. Sau đó khi lướt TikTok, Đức Chiến tình cờ thấy Kim Trung nên mới biết và kết bạn với Facebook chính chủ. Tuy nhiên, anh chàng phải kết bạn tận mấy lần thì gái sinh mới đồng ý đấy nhé. Sau đó thì cặp đôi bắt đầu trò chuyện và hẹn hò cho đến giờ. Kim Trung từ chối chia sẻ khoảng thời gian quen nhau, nhưng có thể đoán được cặp đôi cũng chỉ mới hẹn hò khi cô nàng về Việt Nam, hồi đầu năm nay vì bạn trai khá bận bịu và phải tập trung đánh giải xong cặp đôi vẫn thu xếp thời gian để ở cạnh nhau. Kim Trung cũng không lâm vào cảnh vì bạn trai mê game mà bị bỏ rơi vì theo cô nàng, ADC là một người luôn rõ ràng trong công việc và chuyện yêu đương. Ngoài ra, Kim Trung cũng bật mí rằng vì tính cách cả hai đều có chút vui vẻ, thích dỡ nhây mà họ có thể ở bên nhau đấy. Hiện tại, cặp đôi này đang nhận được khá nhiều sự yêu mến, ủng hộ trên mạng xã hội. Nhìn mà ngưỡng mộ và ghen tị ghê. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.